Trận đấu với Indonesia và Iraq, đội tuyển Việt Nam sẽ chiến đấu với mục tiêu giành tối đa 6 điểm. Tuy vậy, nếu không đạt được điều trên, chúng tôi cũng sẽ tính toán để có số điểm phù hợp cùng với những yếu tố khác để vượt qua vòng bảng. Đội tuyển Việt Nam đang có quyền tự quyết ở cả hai trận đấu gặp Iraq và Indonesia, huấn luyện viên Chu Xie mở đầu cuộc họp báo. Đánh giá về trận đấu với Indonesia, huấn luyện viên Chu Xie cho biết, tôi nghĩ trận đấu này đang là 50/50 cho cả hai đội. Kết quả cuối cùng sẽ đến từ những chi tiết nhỏ mà cầu thủ hai đội quyết định thể hiện trên sân. Tôi nghĩ một lát nữa, huấn luyện viên của The Team Indonesia cũng sẽ có phát biểu giống như tôi. Ở trận trước, Việt Nam để thua Nhật Bản và đây không phải là kết quả bất ngờ bởi trình độ của cả hai là hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên, màn trình diễn của các cầu thủ trên sân đã diễn ra tích cực, đặc biệt là khâu kiểm soát bóng. Tôi biết nếu để Nhật Bản có nhiều thời lượng kiểm soát bóng, họ sẽ càng có thêm cơ hội ghi bàn. Chính vì vậy, đội tuyển Việt Nam đã giảm thiểu thời gian phòng ngự, tăng thời gian kiểm soát bóng. Tôi nghĩ ở trận gặp Indonesia, khâu kiểm soát bóng cũng là một phần rất quan trọng giúp các cầu thủ tự tin. Trong quá trình tập luyện, tôi thấy các cầu thủ đã sẵn sàng cho trận đấu này. Trong khi đó, tôi thấy các cầu thủ Indonesia có tinh thần cao và thi đấu vô cùng nhiệt huyết, huấn luyện viên Chu Xie nói thêm. Chia sẻ về mục tiêu ở giải năm nay, huấn luyện viên Chu Xie cho biết, tôi tin huấn luyện viên nào cũng đặt mục tiêu chiến thắng cho đội bóng của mình. Kể cả khi đối đầu với những đội mạnh hơn thì chúng ta cũng cần hướng đến những kết quả tốt nhất. Mục tiêu của Việt Nam hiện tại là vượt qua vòng bảng. Như tôi đã nói, Việt Nam nắm quyền chủ động trong hai trận này. Tôi mới làm việc từ tháng 3 nhưng luôn cố gắng đào tạo, định hướng cầu thủ phù hợp với lối chơi của mình. Tuy nhiên, không phải lúc nào quá trình này cũng cho ra kết quả như mong muốn. Mục tiêu dài hạn của The Team Việt Nam là áp sát những đội top 10 châu Á, huấn luyện viên Chu Xie nói.